Buồn quá mọi người ơi, có lẽ đây là video cuối cùng mà ba Dũng và mẹ Trang sẽ quay cảnh đi đón hai Su về. Còn lý do tại sao mọi người nhớ xem hết video nha. Kìa kìa, ba mẹ tới đón Su Mi kìa, ba chờ con một chút xíu nha, con đi cất ghế cái đã. Trời ơi, xem em nhìn thấy ba mà mừng ghế chứ kìa. Su Mi nhà mình ngoan quá ta, 5 tuổi rồi có khác biết vâng lời ba mẹ và tự lập hết trơn. Mẹ con kể cho mẹ nghe nè, các cô và bạn con coi được TikTok của mẹ biết con sinh nhật 5 tuổi thế là tặng quà cho con. Ủa tặng gì cho Su vậy? Tặng cho Su hai cục kẹo này, mẹ mừng quá chừng luôn à. Ê vậy khui ra cho ba mẹ ăn cá với hỏng được, con đem kẹo này qua chuột chị hai ăn chung. Trời ơi, xem ba Dũng kia trời, rước được con một cái là bỏ rơi mẹ luôn à. Đây lúc này là mẹ cha đang tươi tắn vui vẻ đi đón Su Ti thì đột nhiên nghe. Ủa cái gì, tự nhiên không có cho quay điện thoại là sao? Đâu mẹ cứ tưởng là có chuyện gì đó, hiểu lầm chắc không phải là kêu mình, ai nhờ một lát chú bảo vệ là tiếp tục nói điện thoại đi, quay gì mà quay. Trời ơi mẹ cha nghe xong muốn quậu luôn. Ủa là sao, ở cổng trường đâu có cái bảng hiệu nào là cấm quay phim chụp hình đâu, sao tự nhiên lại cấm mình vậy nhờ? Lúc đó mẹ cha khá là buồn, nhưng mà thôi chú bảo vệ đã nói vậy rồi thì kể từ nay mẹ cha không quay nữa. Nhưng mà thật lòng mẹ cha cũng muốn biết lý do tại sao không cho quay, ai biết nói cho mẹ cha nghe với.